rất dễ đỏ mặt, không sạch sẽ. Khi mà đi nhậu về thì biếng tắm anh. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Chào quý vị khán giả, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em là Ngô Thùy Thi Dan, năm nay em 27 tuổi. Em là kế toán phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn ạ. Quê em ở Gia Lai và hiện em đang công tác ở Sài Gòn ạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn khán giả và chào bạn kế bên. Tôi là Đỗ Văn Trung, 36 tuổi. Quê bạn ở đâu? Dạ em gốc thì ở Ninh Bình, nhưng mà em làm việc ở Sài Gòn đây cũng 20 năm. Công việc của bạn là gì? Dạ em có một doanh nghiệp nhỏ, em làm bên dịch vụ và vận tải. À, mình đến đây muốn tìm một cái người yêu như thế nào? Dạ, bạn gái em muốn tìm là người khéo trong cái mối quan hệ giao tiếp đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Để về làm công ty mình đúng không? Rồi gì nữa? Là một người con gái nghĩa là giỏi nhưng mà không phải là thủ đoạn. Giỏi nhưng không thủ đoạn. Dạ. Em 36 tuổi mà em có vẻ nhút nhát vậy, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em cũng hơn một mối tình rồi. Bao lâu rồi? Dạ em cũng lâu rồi chị, được mấy tháng rồi ạ. Hả? Dạ. Quen bao lâu mà chia tay mấy tháng rồi? Quen cũng mấy tháng rồi. Ôi trời đất ơi. Rồi không xác định là cho nó qua luôn. Xí xí cho chị hỏi em chút xíu, em 36 tuổi mà em có một mối tình thôi, mà quen có mấy tháng à, rồi chia tay. Dạ đấy là cái mối tình gần nhất thôi chị Tường ơi. À, nghĩa là có nhiều mối tình hả? Dạ, cũng nhiều. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng có một mối tình, tôi mới nên ra còn hơi lo ngại. Bạn gái thì sao? Em thì có quen một người, nhưng mà chia tay cách đây 3 năm rồi. Thì em ở Sài Gòn, bạn ấy ở Đà Nẵng. Với lại là cái khoảng thời gian đấy em vẫn là sinh viên. Bạn ấy ở ngoài đấy thì bạn quen thêm một bạn nữa, nên em chia tay và dừng lại luôn. Là bắt cá hai tay ha, không phải lỗi của mình. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Nói chung là con gái làm gì thì em cũng biết làm đấy. Nhược điểm của em là rất dễ đỏ mặt. Là mình tức giận hay là mình đỏ mặt? Không, là... nói chung là ai cứ nhìn vào em một lúc là tự nhiên mặt em nó cứ đỏ vậy. Em không biết làm sao hết trơn. Là mình bắt cỡ rồi hả? Dạ đúng rồi. À. Em thì em thích một bạn trai thì là người lớn hơn em một chút, biết nấu ăn, chỉ cần biết thôi. Vì em nghĩ đàn ông khi mà biết nấu ăn thì họ là người cũng khá là tâm lý. Nhưng mà em không cần quá lãng mạn. Vì đôi khi họ lãng mạn quá thì họ không có thực tế đó. Biết nấu ăn không? Dạ, em cũng có biết một vài món đâu. Một vài món hả? Dạ. Có nấu cho bạn gái không? Món nấu cho mình không? Dạ, cũng ở nhà em cũng nấu cho mẹ em. À, được, nấu cho mẹ em ăn được là được rồi. Mình chưa nói điểm mạnh, điểm yếu của mình đó em. Em thì sở thích thì thích coi thời sự gì. Điểm yếu? Gì mà quên mất rồi. Mình có tật xấu gì không em? Cũng yếu nhiều chị ạ. Yếu gì? Em cũng không nói giờ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không sạch sẽ. Vâng. Và em hỏi ảnh có sạch sẽ không? Anh ơi, có sạch không anh? Sao im lặng vậy? Cũng lúc sạch lúc dơ. Lúc nào sạch lúc nào dơ? Lúc này tôi thấy hình như tình hình đàn ông mình hơi ở dơ á. Sao một phụ nữ cứ lên đây nói em muốn đàn ông là phải sạch sẽ. Dạ. Khi đi nhậu về thì biếng tắm anh. Mình biếng tắm ngủ tới ngày mai luôn anh. Dạ đúng rồi, tới sáng rồi đi làm luôn, xong ngày mốt mới tắm anh. Không, sáng dậy là phải tắm anh. Anh có hay đi nhậu không anh? Cũng thỉnh thoảng em. Tuần mấy ngày anh? Có tuần thì cũng nhiều, mà có tuần thì không có. Vậy là anh rất là ít tắm. Nói vòng vòng xoáy vô vụ tắm. Trả lời người ta đi em. Đúng rồi. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Qua coi mặt sao mà ít tắm. Trời thiệt. Ủa là đi nhậu về là không tắm hả anh? Dạ, đi nhậu về xỉn không tắm rồi nữa. Đi nhậu về không tắm, xong ngủ ngày mai đi làm xong chiều về xỉn nó cũng không tắm nữa. Vậy luôn hả anh? Có. Không, sáng hôm sau thì tắm đi. Có không? Rồi anh làm em lo lắng quá à. Cái điều gì anh không thích ở người bạn gái? Làm quá to cái chuyện mà không đáng. Có em... nhiều cái phụ nữ cần phải làm to. Dạ. Là cái gì anh? Là anh đi nhậu hoài. Ta phải làm to chuyện lên để cho anh khỏi đi nhậu. đúng không? Em chỉ có đi nhậu với khách hàng thứ thôi. Nãy giờ có ai nói gì đâu. Ví dụ như là em đang chơi cờ với bạn chẳng hạn, vậy là em muốn người phụ nữ khéo. Ví dụ như muốn em về thì không có được ra để hất bàn cờ ra hay là ai mà chơi ác hất bàn cờ vậy? Bạn đánh cờ gì? Là cờ tướng. Cờ tướng đó thì đơn giản, người bạn gái hoặc người vợ chỉ lại lấy con tướng đi là xong. Bao giờ anh tiến tới hôn nhân được? Dạ cũng đang gấp rồi chị Tường. Còn nếu như cưới được vào tháng 7 này thì em có một người tài trợ tiền cưới hoàn toàn. Ai vậy anh? Ai vậy anh? Bí mật rồi chị. Bí mật mà tháng 7 này mới được hả? Dạ. Tháng 7 2017 hả? Dạ dạ đúng rồi. Rồi bây giờ đó, nếu như có một người con gái đồng ý với anh là tháng 7 cưới lấy tài trợ và một người con gái rất yêu anh muốn tháng 9 anh cưới, anh sẽ chọn tháng nào? Tháng 9 tự ra tiền thì em cũng tới bây giờ thì cũng tự lo được cái đó được, cho nên là cũng không quan trọng về cái gì. Thì chọn tháng 7 hay tháng 9? Cái tiệc cưới đó thì tất nhiên là chọn một cái chỗ nào mà yêu á. Thôi được rồi, chịu tháng 7 đám cưới không em? Anh ơi có nhanh quá không anh? Có tài trợ em ơi. Quan trọng là tình yêu đúng không bạn? Dạ. Rồi để tôi xem đàn gái thế nào. Rồi, chào em. Mà... nãy giờ em thấy anh nói chuyện em cảm nhận ra sao? Anh đấy có phải là một người khá là điềm tĩnh ạ. Mà anh muốn cưới gấp thế để làm gì anh? Để lấy tài trợ. Anh ai tài trợ mà gấp thế ạ? Bạn gái cũ tài trợ hả? Không có chị ơi. Vậy là trong vòng 2 tháng là em với anh đồng ý là sẽ lấy nhau hả anh? Ừ. Hoang mang em. Vâng, em run quá. Run quá. Anh có run không? Dạ hơi rung. Giờ mình hỏi câu đó cũng khó trả lời lắm. Người ta chưa thấy mặt nhau mà. Đúng một rồi. Chút thấy mặt nhau mới trả lời nhau là 2 tháng có lấy được không chút nhá. Xíu mình sẽ cho biết điều đó. Dạ. Ha. Rồi hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với sếp em và 2 chị làm cùng phòng em ạ. Dạ, chào chị sếp. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chị thấy anh bên đó như thế nào? Dạ em thấy anh bên đây thì rất là chững chạc, cũng có một số cái đặc điểm mà em thấy là cũng phù hợp với bé Giang. Vẫn vô ý chính, cặp này 2 tháng nữa lấy nhau được không? À. Vẫn được thôi. Ủa, được luôn hả? Trời sếp chịu chơi em vậy. Là em được luôn. Được luôn. Rồi, ủng hộ. Bạn trai, mình đi với ai? Trai. Dạ, em đi với anh. Dạ, chào anh. Chào anh ạ. Có chút xíu để nói với bên em gái bên đây. Là chung em bà con của tôi bình thường nó đứng trước nhân viên thì anh nói rất là ok. Tại sao hôm nay lên đây chắc có lẽ hay rung như vậy cho nên đến bây giờ vẫn ế là vậy đó. Gặp con gái không được khéo léo lắm. Dạ yeah. Bây giờ anh thấy cặp này cái khả năng 2 tháng sau đám cưới nó có cao không anh? Nhịp đập của con tim thì không ai biết được. Nhưng mà về cái kinh nghiệm của tôi là cái người đã có gia đình rồi à. Thì 2 tháng là không nên. Để tình yêu không thể đo đếm bằng tài trợ hay không tài trợ. Chính xác, rất hay. Chúng ta yêu nhau về nhịp tim đúng không anh? Tim nó như thế nào? 2 tháng, cũng có thể 1 tháng cũng được nữa. Nhưng đừng quan tâm đến cái chuyện tài trợ không tài trợ ở đây thôi. Cũng có thể yêu nhau 1 ngày 2 ngày họ cũng có thể cưới nhau được. Vấn đề là 2 người gặp mặt thì mới biết điều đó xảy ra như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến thời khắc quan trọng nhất, gặp thôi, mặt nhau. Mặt lên đi. Quan biết trọng đâu. Tim có đập mạnh hay không thôi. Tháng sau cưới luôn. Nào, cười thật tươi. Chào em. Chào anh ạ. Thằng em bông bông. Dạ em cảm ơn ạ. Anh cho em hỏi một chút, anh là dân kinh doanh vậy thì về nhà anh có đem theo công việc về nhà không ạ? Cũng có chứ em, nhiều khi không làm hết thì đưa về nhà làm. Ừ. Với lại cái công việc của anh nó cũng hơi đặc thù, với là nó hay bất chợt. À, vậy nếu mà em với anh quen nhau á thì 1 tuần anh thăm em được mấy lần? Thì rảnh anh sẽ thăm em, rảnh lúc nào anh sẽ điện thoại anh thăm. Ừ. Mà anh rảnh hoài à? Ừ. Vậy à? Ừ. Anh nóng tính thôi, anh có hay đập đồ không anh? Thì có khi phải nói lớn với anh em, với nhân viên. Vấn đề là tiếng với em á? Cái đó mình chưa biết. Bạn trai còn nhớ bạn gái tên gì và nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi không? À, bạn là Giang, Tống Giang hay gì? À. Anh không anh, em là Thùy Giang, không có Thùy Tống Giang. Vâng ạ. Nhớ chữ Giang là may lắm rồi em, có nhiều người ngồi đây không có nhớ luôn á. Bạn gái, có nhớ tên bạn trai không? Dạ em quên mất luôn. Rồi, thấy chưa? Cô đoản hậu hơn người ta nữa. Anh là Trung, Đỗ Văn Trung. Trung ạ. Dạ. Trung Giang. Hai này làm mối, làm cò đó. Rồi tiếp tục mình tính tới cái chuyện đám cưới rồi sanh con đẻ cái gì đó tính luôn đi. Không có thầy trợ thì vẫn đến được với nhau đúng không anh? Đúng rồi. À, thế à? Anh có khúc mắc gì về em nữa không anh? Anh thấy em cũng xinh mà. Anh cứ nhìn em đi không sao đâu. Anh đúng quá. Có vẻ hơi nhút nhát nha. Anh nói một cái gì đó thật. Bây giờ thí dụ giờ anh dùng một bài thơ nào đó, anh có thể diễn tả được cảm xúc của mình. Thử xem. Nhìn thẳng mắt cô gái đọc kìa. Vàng son đang lộng lẫy buổi chiều xanh, quay mặt lại thì cả lầu chiều đã vỡ. Vì chút mây đi theo làn phút gió, biết thế nào mà chậm rãi em ơi. Cái đoạn này buồn gì quá. Quên. Cái đoạn này sao tỏ tình lãng mạn mà đoạn buồn dữ vậy. Anh phải thơ Xuân Diệu phải tìm cái tờ đó. Ngỡ là yêu, yêu mất rồi, ngỡ là thương, thương lắm. Thí dụ như thế. Anh có cái câu này. Đúng hả? Dạ. Có đậu bở gì không? Dạ không biết. Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực, hãy trộn nhau những đôi mái tóc ngắn dài, những cánh tay hãy cuốn riết lấy nhau, hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt, hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt, cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng. Trong say sưa anh khẽ bảo em rằng gần thêm nữa thì vẫn còn xa lắm. Đó. Trời, phải như vậy. Trời ơi. Phải thơ nhất phải mượn đúng cái đoạn đó chứ. Đoạn vô đổ vỡ tanh bành gì đâu không. Nói chung là em thấy anh rất là dễ thương ạ. Thôi mình tiến hành bấm nút đi. Rồi, đặt quyết định hay không là cho các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ, đây là thời khắc quan trọng nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tay nhau nào. Hy vọng rằng các bạn sẽ cùng đi chung một đường. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm đạp CD Box 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilet. Dạ, cảm ơn chị. Và đây quà tặng cho hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Cảm ơn em, cảm ơn ạ. Nắm tay nhau thật chặt. Hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim đi bạn. Dạ, cảm ơn anh. Em biết nấu ăn, em chơi thể thao. Điểm yếu của em đó là em nóng tính. Em biết chơi các môn thể thao, xem những bạn nữ là nóng tính. Hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau đi trên một con đường quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Bạn nữ mình giới thiệu trước đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Bích, em đến từ Gia Lai. Dạ hiện tại thì em đang làm tổ phó truyền may ở dưới Đồng Nai ạ. Bích bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. Mời bạn trai. Em tên là Duy, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra Đắk Lắk. Hiện tại em đang làm công việc của em là kỹ thuật viên cho một công ty nước ngoài công nghiệp Long Thành. À, Long Thành, bên đây là Bình Dương hả? Dạ không, em ở Đồng Nai, khu công nghiệp Biên Hòa 1 đó chị. Biên Hòa 1, Long Thành vậy cũng gần ha? Cũng gần. Dạ. Dạ. Rồi, mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em chơi thể thao. Chơi thể thao cái gì? Môn gì? Dạ, em chơi cầu lông, bóng chuyền. Wow, bóng chuyền luôn hả? Dữ dằn ha. Điểm yếu của em đó là em nóng tính. Nhiều khi em nói em hay thẳng tính nữa. Nói ra nhiều khi mình đang nóng mình bực lên nói thì nhiều bạn hay sợ mất lòng. Bạn trai thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết chơi các môn thể thao như bóng đá, bơi lội, nấu ăn. Còn sở thích thì thích... Gì? Cứ nói thoải mái đi bạn. Dạ em thích chơi gym. Hả? Thích chơi gym hả? Dạ. Cái lý do sao thích chơi gym? Tại cái đó tạo cho mình cái cảm giác nó thoải mái. Nghe tiếng chim hót. Bạn thích chim nào? Em đang chơi chim chào màu. Chào màu. Dạ. Rồi chim gì nữa? Dạ hết rồi. Ủa thích có một loại chim chào màu à? Rất nhiều loại chim rất đẹp và chim nó hót rất hay nữa. Dạ. Ha. Điểm yếu của em là gì? Dạ điểm yếu của em cũng giống xem giống bạn nữ là nóng tính. hay nói thẳng thì sợ người đối diện mất lòng. Hai người này có vẻ hợp nhau nhiều ha, cũng thể thao chung rồi cũng trầm, nóng tính nữa. Em muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào? Em muốn mẫu bạn trai là cao 1m65 trở lên, nặng cũng 65kg trở lên. Nói chung là tròn tròn mũm mĩm giống anh Quyền Linh. Bên kia thì sao? Cao nhiều giống anh Quyền Linh không? Dạ em cao 1m7, nặng 70. Ủa? Nặng 60 thôi ạ. Ủa vậy là ốm rồi. Dạ không, vừa người lắm em. Cái đó là phọt chuẩn của Việt Nam á chị. Anh là hơi mất chuẩn rồi đó. Bạn đây chuẩn đấy. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích con trai gia trưởng. Em không thích bạn trai hút thuốc. Bạn trai sao em? Dạ yêu cầu thì chắc em đạt. Em không hút thuốc, không gia trưởng. Được. Dạ. Còn gì nữa không em? Dạ dạ thôi chị. Nhiêu đó thôi ha. Dạ. Còn bạn trai mình có tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn nữ cao 1m55 đổ lên, tính tình thì thoải mái, phóng khoáng. Em không thích điều gì người phụ nữ? Dạ ki bo là keo kiệt đó ha. Dạ đúng rồi. Em gái có keo kiệt không? Dạ không anh ơi. Và mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình rồi chị. Mà chia tay cũng lâu rồi. Thôi đến qua anh coi mặt bạn gái bên kia thế nào, như thế nào. Bên đây anh này dễ thương lắm. Rồi chào em. Anh bên đây là chất phác lắm, nhìn thấy anh cũng hiền hậu lắm. Dạ. Em thí dụ như làm dâu em có làm được không? Dạ được anh. Được hả? Dạ. Vậy được rồi. Em nếu mà đồng ý hết, anh muốn cưới liền được không? Qua quá trình tìm hiểu nếu mà hợp thì có thể tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân liền luôn dạ. Ha. Em còn có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không? Dạ không. Hai người này hiền rồi nha. Hợp lý đấy. Hợp không anh? Hợp, anh thấy hợp đấy. Giống mặt anh cũng được. Hãy chào chị Cát Tường. Chào em. Nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Lâu nhất là 2 năm. Lâu nhất là 2 năm, còn nhanh nhất? 2 tháng. Còn mấy tháng được. Mấy tháng? Trời, chuẩn bị gì chưa mà đòi mấy tháng nhanh vậy? Dạ cũng chút rồi. Có hỏi ba mẹ chưa? Dạ cái đó ba mẹ tự cho quyết định. Mình có tật xấu gì không? Em thì nóng tính như vừa em vừa nói đó. Còn cái gì khác ngoài cái đó không? Lại hơi mê chơi một tí. Mê chơi hả? Chơi cái gì? Chơi chim. Chơi chim. Thôi thì bây giờ mình lấy vợ rồi mình hạn chế bớt chút xíu. Bây giờ thí dụ như bữa hôm đó dạ. Vợ em đẻ, bên đây con chim cũng đẻ, em sẽ chọn chăm sóc ai? Đi đẻ. Tất nhiên là vợ mình rồi. Dạ. Nó cụ thể thế chứ. Nghe rõ rồi hả em ha? Rồi coi được không chứ anh này anh mê chơi chim dữ lắm à. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của anh. Em trai hả? Dạ em họ. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Rồi chào em. Họ của anh Duy. Thì khi em nhìn cái cách nói chuyện của bạn nữ thì em thấy cũng có đôi nét hợp với anh Duy. Thì thấy chị cũng dễ thương. Nhưng mà em có thắc mắc cái là anh Duy có thú chơi chim. Nhưng mà có khi nào mà hai người về quen nhau á, chị nhiều lúc nóng tính hay như chị có thịt chim của anh? Có chứ, nếu mà anh mê chim mà anh nói trả lời đi em. Nếu mà anh mê chim anh bỏ em luôn rồi em xử lý sao? Nếu mà anh thương chim hơn thương em thì chắc là em phải suy nghĩ lại chị. Em giết hết mấy con chim của anh. Phải không? Thịt chim của anh hả? Ruti luôn, một bữa nào anh đi làm về anh thấy nhà đại anh nấu dọn lên một mâm cơm toàn chim không. Chim ruti, chim xào xả gì đó lâm la. Làm vậy không em? Chắc là không đâu chị, tại nhà em cũng nuôi chim nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Nhà em nuôi chim gì? Nuôi cu đất đó chị. Hai người hợp nhau ghê luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với đồng nghiệp, với bạn thân của em. Rồi, chào em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào mọi người ạ. Em là bạn thân của Bích. Rồi em nhận xét về hai bạn này như thế nào? Dạ, em thấy anh bên này thì tương tác ok ạ. Tính tình thì cũng thấy hợp với Bích. Dù hai người nóng tính nhưng mà thấy Bích thì không hay giận dai. Chỉ xong lúc đó rồi thôi ạ. Hy vọng là anh với lại bạn em có thể đến với nhau được. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ kéo màn lên để cho đôi trẻ, một bên là nuôi cu đất, một bên là nuôi chim, nói chuyện với nhau nha. Kéo màn. Có hỏi thăm về nhau cũng được. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng được. Anh đi làm ở dưới Long Thành, anh làm lâu chưa? Cũng làm khá lâu rồi, khoảng mấy tháng rồi. Trời đất ơi. Nếu như anh đi làm vậy thì nếu mà hẹn hò thì anh tính như thế nào ạ? Em hồi nãy em nói em ở Biên Hòa. Dạ em ở Biên Hòa 1. Là khúc nào ạ? À? Ở Bồn Nước anh, ngã tư Bồn Nước. Thì cũng gần chỗ mà anh ở đó. Anh dạ. Bạn cảm nhận bạn nữ như thế nào? Thì thấy bạn nữ cũng dễ thương à. Anh còn thắc mắc gì nữa không ạ? À? À, em ở đây em ở trọ. Dạ không, em ở nội trú ở trong công ty luôn anh. Ở như vậy thì khoảng thời gian công ty gò bó vậy sao? Lúc không, đi chơi đa số thì em là đi làm về rồi em về phòng rồi nấu ăn rồi nghỉ ngơi chứ không có đi chơi đâu hết. Bây giờ người ta hỏi mày mốt đi chơi sao? Công ty có cho đi không? Buổi tối thì đi làm về thì ra ngoài được tới 10 giờ về đâu. Trời ơi, có 10 giờ rồi, ảnh tự nhiên ảnh làm suốt mấy giờ em mới đi làm về? Em thì làm thất thường lắm chị, tại một tuần em đạo ca liên tục. Rồi người ta đi làm tới 10 giờ mới về, bên đây 10 giờ đóng cửa rồi sao đi chơi? Thì công việc của em cũng không gò bó lắm, thời gian nghỉ thì cũng khá là nhiều. Em nghĩ là mình đến đây là một cái duyên thì em nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Thì cũng như em nói, tới đây thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Chúng ta chỉ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn nữa trên con đường hôn nhân nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tay nhau đi các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp CD Box 212 Lý Chiến Thắng, giúp các bạn sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Để tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Nắm tay nhau bạn, nắm tay nhau. Hy vọng hai bạn sẽ sớm tiến tới hôn nhân nhé. Mới đếm số 2 là bạn đã bấm nút rồi đó. Thì chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn ạ. Nào đưa được chưa Long đi. Phụ giúp trong gia đình. Hoa này em tự cắm. Rồi, thiệt luôn hả? Rồi, con trai biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm việc trong gia đình, làm nghề tóc. Sao nó có cái gì nó ngộn ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay trong chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nha. Hello, chào em trai. Em trai chị ạ. Bây giờ chị sẽ mời bạn gái em vào rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay nha. Dạ. Rồi, ghế đi em. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Để chị mở cho. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em tên Trần Hữu Tài ạ. Năm nay 24 tuổi à. 25 tuổi à. Sao 24 mà lên 25? Lộn gì tại em luôn. Sinh năm nhiêu? Dạ 94 à. 94, 25 rồi, sắp 26 dạ. Luôn rồi. Dạ. Nhà ở đâu? Tài nhà ở đâu? Dạ quê em ở Bạc Liêu à. Hiện tại giờ đang ở đâu? Hiện tại em đang là ở Bình Dương à. Làm công việc gì ở Bình Dương Tài? Dạ em thợ cắt tóc. Hèn dạ. Chi gì nãy tôi thấy tóc lạ rồi. Tôi thấy tóc của đen là tôi biết thợ cắt tóc rồi. Dạ em chuyên bên nam à. Cắt uốn vũ nhuộm. Dạ. Ủa nam có uống tóc không? Dạ có à. Uống mái đồ á ha. Dạ. Cắt uống vũ nhuộm luôn. Dạ em là thợ chính. Thợ chính được mấy năm rồi? Dạ được 1 năm rưỡi à. Rồi em ở đó luôn hả? Em ở đó với... Dạ em về gia đình à. Ở làm em với gia đình em cũng gần à. Gia đình em lên trên Bình Dương luôn rồi. Dạ. Bình Dương là ở đoạn nào? Dạ khúc Tân Uyên, xã Tân Vĩnh Hiệp à. Nhà đông anh chị em không? Dạ có 2 anh em à. Em là lớn còn em gái út à. Rồi. Mời em gái giới thiệu. Chào chương trình, chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngọc Dầu ạ. Năm nay em 27 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định chị. Và nghề nghiệp của em là kế toán tại Bình Dương ạ. Bình Dương ở khúc nào, gần chỗ nhà bạn trai không? Em ở Thủ Dầu Một nhưng mà em làm ở Tân Uyên luôn ạ. Sao nghe bạn gái lớn hơn mình 2 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Người ta nói cái gái lớn 2, gì trai lớn 1 đó. Dạ đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Tài? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn, phụ giúp trong gia đình. Hoa này em tự cắm. Rồi, thiệt luôn hả? Ôi, con trai biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm việc trong gia đình, làm nghề tóc. Sao nó có cái gì nó ngộn ta? Không có ngộ chị à. Em bình thường chị à. Bình thường? Dạ. Em biết chị nói ngộ gì không mà em nói em bình thường? Chị nói em cũng hiểu được chút rồi. Hiểu chút hả? Có ai nói gì không? Có ai đặt nghi vấn gì ở em không? Dạ chị sắp đặt nghi vấn em nói trước à? Kiểu mà ai sắp đặt nghi vấn em là em nói trước. Dạ. Thích bạn gái không? Dạ thích ạ. Có người nào thích con trai không? Dạ không ạ. Ví dụ mà tiệm em phục vụ mấy bạn trai vô cắt tóc, có bạn nào đẹp trai quá cái em mê không? Dạ không ạ. Chứ ví dụ chị mà thấy gái đẹp là chị cũng mê nha. Dạ không, không mê trai, em chỉ mê gái thôi. Em chỉ mê gái thôi? Dạ. Khuyết điểm em là gì? Em mà giận lên thì em ít nói lắm. Chứ em làm gì? Nào em đúng á thì em không nói, nhưng nào em sai em tự động xin lỗi. Đúng không nói, sai xin lỗi vậy cũng được, biết xin lỗi là được rồi. Dạ. Còn bên đây, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn khá là ngon ạ. Và đặc biệt là em sống tình cảm ạ. Luôn luôn quan tâm đến gia đình và đặc biệt là yêu con nít ạ. Rồi, điểm yếu? Mặc dù em là con gái nhưng mà có sở thích hơi lạ. Đó là em thích cắn, nhéo và đánh người. Gì vậy? Cắn, nhéo và đánh người. Dạ đúng rồi. Là thường em cắn, nhéo với em đánh ai? Em gái và mẹ và mấy bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Có đánh bạn đồng nghiệp trong công ty nữa? Dạ có khi nào bị đánh lại không? Dạ không. Có ai phản kháng lại em chưa? Dạ chưa ạ. Ngoài sở thích tối ra còn sở thích gì đặc biệt nữa không? Em thích chơi thể thao, đặc biệt là đá banh chị. Thích đá banh nữa? Dạ đúng rồi. Xài quá xài luôn. Bên đây con trai thích cắm hoa, làm việc nhà. Con gái thì thích cắn, nhéo, đánh đập, đá banh. Rồi cặp đôi này ngộ nha. Rồi mốt mình về rồi coi như là chiều chiều em đi đá banh, anh ở nhà cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa. Được không cưng? Được không? Dạ được. Vui ha. Có quan ngại gì không? Cắn, nhéo, đánh. Dạ không sao vậy. Tại em to mà không sao đâu. Cái gì to? Người em to, bự. À, em phải nói rõ nha, phải nói cho rõ. Rồi, trong tình trường thì như thế nào? Em trải qua mấy mối tình rồi? 20 rưỡi chị. 20 rưỡi hả? Dạ. Dạ cái đó lưỡng lẫn á chị, không phải tình bạn, không phải tình bạn, tình yêu không phải tình yêu, nó nằm ở lưng chừng. Cái rưỡi đó kéo dài được bao lâu? Dạ em mới kết thúc hồi năm rồi chị ạ. Năm mấy, tới giờ em cắt đứt liên lạc luôn chị ạ. Sao cắt đứt? Lý do tại sao không tới được nguyên mà nó cứ rưỡi là do em hay do bạn đó? Cứ nói mình tỏ tình thì cứ như kiểu được bạn thân quá, cứ đùa đùa vậy á chị. Và bạn đó cũng im luôn? Dạ im luôn. Sắp lấy chồng rồi chị ạ. Em phải gu của người ta rồi. Dạ đúng rồi. Rồi trước đó 2 mối tình kia thì sao? Có cái gì, tại sao chị chia tay? Một mối tình dưới quê, lúc mẹ mới đi làm á, em làm nhiều quá nên là không có thời gian liên lạc, nên là viết nhạc đầu mình chia tay. Còn mối tình thứ hai là bạn gái ở Kiên Giang, trước làm thì hai đứa quen, xong rồi người đó về quê, xong tình cảm xa quá đầu bị nhạt đi. Đúng rồi, bây giờ gần nè, đừng có để nhạt nữa nha. Dạ. Tập trung vô chuyên môn nha. Dạ. Rồi, thế còn em tình trường sao nè? Dạ em chưa trải qua một mối tình chính thức nào chị. Chưa trải qua mối tình nào hết? Dạ đúng rồi. Từ hồi đi học tới giờ luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do sao vậy? Trước khi mà em muốn nhận lời của một bạn nào đó thì em có tự vẽ ra một cái quãng đường rất là dài trên một cái trang giấy chị. Là ví dụ người đó có tốt hay không, người đó có đối xử với gia đình mình tốt hay không, hoặc là người đó có chung thủy hay không. Suy nghĩ quá nên là em không có đồng ý. Cho nên thôi bây giờ mình phải rút kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Suy nghĩ chi cho nhiều vậy. Cuộc sống nó ngắn ngủi, đời nó vô thường lắm, đâu ai biết được ngày mai như thế nào. Dạ. Hôm nay tình yêu tới, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy đối tượng này được, happy thì mình đón nhận đi. Dạ, để mình có một mảnh tình dắt dai với người ta. 27 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Nha không cưng? Dạ, ba mẹ là hối hoài luôn. Ba mẹ ngày nào cũng hối. Và chị nói là chị gái, chị nói là thử yêu đi, yêu đúng vui rồi. Lắm. Yêu vui lắm thiệt. Hẹn hò rồi nhớ nhung rồi cũng có gây gỗ rồi chia tay đồ, phải có nước mắt, nụ cười nó mới là cuộc đời đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao em dụ bạn này yêu được cho chị nha. Dạ. Được không? Dạ được. Tự tin không? Dạ tự tin rồi. Rồi, mẫu người lý tưởng của em sao? Cao trên 1m67 trở lên chị. Chuẩn. Vui vẻ hòa đồng giống em luôn. Chuẩn luôn. Chín chắn và luôn luôn đưa ra quyết định của mình. Có chính kiến. Nhưng mà bây giờ thí dụ bạn trai nhỏ hơn em 2 tuổi thì em có quan ngại gì không? Dạ không. Miễn là chín chắn là dạ, được, công việc ổn định là ok dạ. Đúng không? Lần này vẽ trang giấy ngắn ngắn thôi, đừng có vẽ dài quá nha không? Dạ. Vài điểm thôi. Cao mét trên 1m67 ha, ok. Dạ. Thật thà, yêu thương mình, chăm sóc mình, đủ rồi. Còn em, mẫu người bạn gái của em là người như thế nào? Người đó phải chung thủy. Em không cần việc nhà phải đảm đang. Đó em lo được, tại em làm tại nhà được mà. Đây, em tìm đi. Anh đó thì có trong 3 anh này nè. À, em đeo cái hình này cho chị coi coi. Em thích gu sao là em kiếm trong chổng á. Đây, đơn giản thôi. Nào, ai đâu, ai đâu? Anh đó, Lý do tại sao em chọn anh đó? Tại vì em thấy cao. Là em thích cao đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích cái anh này? Dạ. Chắc chưa? Chắc. Chắc nha, giữ nguyên hiện trường đó, lát nữa tôi gả. Tại sao em chọn cô đó? Tại vì thấy ít cười, chắc chắn là sẽ nghiêm. Ít nói là phải nghiêm nè. Ít nói là chụp hình phải nghiêm. Dạ. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ. Sai bị phạt nha. Dạ. 1, 2, 3. Bạn gái đó đúng không em? Dạ đúng. Bây giờ bạn trai tính sao đây? Cổ là ai biết không? Rồi bây giờ tính sao đây? Bây giờ trước tiên ga lăng trước đây nè, bó hoa mình tự cắm nè. Trời cao quá, quá cao. Trời em cảm ơn. Đó. Anh tự cắm đó nha em nha. Cái này là có một cuốn sổ. Mong anh những công việc hàng ngày thì mình có những cái gì quan trọng cần note thì mình cứ note vào. Và đặc biệt là anh note vào ngày kỷ niệm ngày hôm nay. Nếu mà sau này hai đứa mình có đến được với nhau á, thì em lái cuốn sổ này để nhận quà kỷ niệm. Trời đòi quà. Đòi quà rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Cao dữ vậy, cao mét mấy? Dạ em cao mét 86 ạ. 1m86. Ăn gì mà cao dữ vậy? Em biết đó, nhà em ai cũng cao đó. Bây giờ nãy ảnh đoán sai em rồi. Dạ. Giờ phạt ảnh gì đây? Em muốn phạt gì? Thụt dầu 5 cái. Thụt dầu 5 cái này cổ nói chị không có nói nha. Mời em thụt dầu 5 cái tội đoán sai. Rồi cái tướng cao thụt dầu dễ cưng. Không, thụt dầu thiệt uống thôi chị à. Ủa chứ không lẽ giả? Chương trình này không có cái gì giả hết trơn á. Thụt dầu đâu chị à? Đó đứng trước đó. Đứng đây luôn. Ừ đúng rồi. Đây đông người quá ngại lắm. Không, không ngại anh. Nói chung mình cứ tự tin bản thân mình là được. Đúng rồi. Okay. Ở đây đúng không chị à? Đúng rồi. Rồi thục sao rồi đó, vậy em chưa có biết thục dầu. Rồi đó chỉ đứng 7 thôi à. Nắm hai tay xuống. Nắm hai tay gì được. Rồi anh thục dầu xuống đi. Rồi ngồi xuống đứng lên thôi đúng không? Đúng rồi. 1, 2. Đứng cao lên. Đừng ăn da. Được. Rồi. Trời ơi. Duyên Giang được duyên Giang chị. Giang vừa phải thôi. Đứng lên chủ yếu cho người ta nhìn cái body mình nó đẹp, hiểu không? Rồi, được rồi, vô ngồi ghế đi. Đó, tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn dành cho nhau là gì? Xinh gái hơn, em nãy em chọn sai. Nãy em chọn sai, em chọn mặt buồn phải không? Dạ. Mặt người ta tươi hơn. Dạ. Lần đầu gặp mặt thì em ấn tượng nhất là cặp chân mày của anh. Chân mày rộng quá hả? Dạ đúng rồi, rất là rộng. Anh thì ấn tượng em có một hình hưởng rất đẹp. Hồi xưa thì em 2 cái đó, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn 1 cái thôi. Sao vậy? Tại vì người ta kêu là lên khởi nhiều quá không có xinh. Rồi nhổ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Nếu mà anh với em quen nhau, hợp nhau, em xác định chừng nào mình cưới nhau? Ít nhất là 6 tháng. Vậy là xác định là mình sẽ giữ liên lạc tới 6 tháng. Và 6 tháng qua năm tới đó, thì qua năm tới anh em sẽ lấy nhau. Em có xác định như vậy chưa? Nói chung là một khi em đã lên chương trình này rồi thì em có xác định rồi. Qua năm tới anh sẽ mở tiệm riêng và anh làm. Thì anh xác định sẽ cưới em. Dạ. Xác định cưới em này luôn á hả? Chắc cứu luôn hả? Chắc cứu. Mới mở cửa trái tim ra là xác định qua năm là cưới em này luôn. Tại nãy mình đã nói xác định mà, xác định rồi em cũng phải xác định lại. Thì xác định là có nghĩa là xác định là hôm nay đến đây là quyết chí là tìm một cái người mà yêu nhau mà hợp là sẽ lấy. Dạ. Nhưng mà còn bây giờ mới gặp chưa biết hợp hay không mà cưới luôn. Bữa nay mình hẹn hò hoặc mình tìm hiểu rồi mình thấy không hợp rồi sao cưới? Để hợp vậy. Sao biết hợp? Trong cuộc sống mà đã qua sinh ra để hợp nhau đâu. Mình phải nhường nhịn nhau mới hợp nhau. Đây là một suy nghĩ rất là hay. Khó có chàng trai nào nghĩ như vậy nha. Em thấy sao? Một chàng trai nhỏ hơn mình 2 tuổi có một suy nghĩ như vậy, em thấy như thế nào? Chị lại hơi bất ngờ đó. Em thấy suy nghĩ của bạn rất là chín chắn. Nói chung là đủ lý do là được. Em chỉ cần lý do thôi. Không phải là lý do mà là lúc mà anh mà nói cưới em thì em chỉ cần muốn nói câu chấp nhận là được rồi. Nhưng mà cho người ta biết lý do, cho người ta đủ lý do để người ta chấp nhận. Dạ. 6 tháng không có dài cũng không có ngắn. Dạ đúng. Vừa đủ để em cho người ta một cái lý do. Dạ, rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn cùng dùng cơm trưa với nhau, cho nhau những lý do từ bây giờ. 6 tháng nhanh lắm. Dạ. Mời các bạn bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Giảo Hảo Food rất là hấp dẫn luôn, bài trí rất đẹp mắt nha. Cua lột chiên giòn nè, bò út lúc lắc sốt tiêu đen nè, gà chiên lúa mạch và cơm cà ri hải sản tay cầm. Rồi, chúc hai bạn một buổi trưa thật là ngon miệng. Nhớ vừa ăn ha, vừa chăm sóc cổ nha. Một chút xíu chị Tường quay lại là phải đủ lý do nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ok, tự tin lên. Mời em nhìn. Dạ rồi, mời anh ạ. Em có một câu hỏi là anh quan điểm như thế nào là con trai có nên chủ động trong tình yêu hay không? Con trai nên chủ động. Tất cả thì mình phải chủ động nhưng mà tùy theo lý do. Em là em không ít khi chủ động trong tình yêu. Em người rất là thụ động. Nên là em muốn là con trai chủ động hơn rất là nhiều. Đúng rồi, con trai lúc nào cũng phải, đàn ông mà lúc nào cũng phải chủ động hết. Dạ. Nếu mà một người con trai biết nhậu, em có thể cho phép được không? Dạ được, nói chung là nhậu để giao tiếp là được. Nói chung là không bê tha là được. Tại vì em cũng biết nhậu mà. Vậy mới mốt điện thoại đi nhậu ở ngoài hay để về nhà nhậu được rồi. Chung là mai mốt thì ăn uống gì thì tự nấu ăn, tự hai đứa đều là biết nấu ăn hết. Nên là cùng nhau nấu ăn sẽ vui hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Cùng làm thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Dạ đúng rồi. Nữa, nếu mà nữa mình lấy nhau á thì anh có thể là về Bình Định, về thăm ba mẹ ngoại. Đến lái nhau mới về hả anh? Hay không, sao? Nếu mà được á thì Tết em về, xong rồi cái qua Tết anh với em về lại lần hai. Dạ rồi, thì được. Anh có phải tiếp người lãng mạn không anh? Anh rất lãng mạn. Anh có thường tặng quà cho phụ nữ không ạ? Không, ít với người anh thương thôi. Anh nghĩ á, cái ấm áp nhất là bữa cơm gia đình. Anh thích ăn cơm gia đình thôi. Đó là món quà vô giá. Dạ đúng. Nãy giờ thấy có tí lý do nào chưa? Cũng có thôi chị. Cũng có hả? Trời ơi, tín hiệu vui, tín hiệu vui. Chị thì cũng nghĩ như vậy. Cái bữa cơm gia đình ở đây á là nó mang hiểu rộng hơn, có nghĩa là có một cái sum họp, đúng không? Dạ, đúng. Sum họp ngồi với nhau, cha mẹ, vợ chồng, con cái ngồi nói chuyện. Lâu lâu mình ra không trong bếp thì mình ra ngoài sân. Lâu lâu mình cũng có thể cùng nhau đi du lịch đâu đó, nhưng mà ý là mình ăn cơm cùng nhau, gọi là bữa cơm gia đình, chứ cũng phải nhất thiết một năm 365 ngày, ngày nào cũng phải vô bếp nấu nướng, không phải vậy. Có nghĩa là làm gì làm phải dành cái thời gian cho gia đình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình mỗi bạn sẽ bốc một lá. Bạn nam bốc trước để đọc lớn lên. 8 vòng bạn gái em đi, 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Trời ơi, hồi nãy hết đất 5 cái. Bây giờ ẩm hoặc bồng bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Ẩm mà rớt là cổ nhéo đó. Rồi qua đi. Tao bận áo đầm đó, ẩm sao cho khéo thiệt khéo nha. Ẩm sao? Đúng rồi, ẩm vậy là đúng rồi đó. Đúng luôn. 5 vòng đi cưng. Cái gì mà ư? 1 vòng. Rồi, 1 vòng được rồi chứ. 2 vòng, ổng đòi ổng đi hết cái nhà hàng này đó. Gồng lên chưa, mỏi chưa? Thôi 2 vòng được rồi chị. 3 vòng. Xỉu chưa? Tại vì em làm nhẹ quen rồi, làm nặng lại mệt lắm. Chị rớt em chị. Nhéo vô cho chị. Đủ vòng. Vòng. Đủ rồi chị ơi. Thì qua tới đây vô ghế đi mới nằm. Rồi bây giờ nhéo ảnh một cái coi nè. Thở hổn hển kìa. Nhéo vậy đó hả? Đâu đau đâu chị, nhẹ mà. Đánh đâu đánh coi. Đánh sao? Cũng nhẹ mà. Chịu được mà. Chịu được mà. Chịu được hả? Nhéo hoài luôn á. Có nhéo cả đời hả chị? Nhéo cả đời. Thở quá, về ngồi thở đi. Về ngồi thở để xỉu ạ. Tại tối em đâu có ngủ đâu. Sao vậy? Hơi hộp quá. Ủa không ngủ luôn? Dạ. Sau khi ẩm bạn gái có sự va chạm nhẹ 5 vòng thì cảm nhận trong người em như thế nào? Mệt thì có mệt, nhưng mà ấm. Mệt thì có mệt mà ấm, cái đó là nóng luôn, phải ấm luôn. Có rung động không? Có xúc động gì không? Dạ có. Điện có chuyển chạy qua rần rần gì không? Máu chạy nhanh như thường. Máu chạy nhanh hả? Tôi không hiểu cảm giác máu chạy nhanh này, ước gì giờ có ai ẩm tôi luôn nè. Rồi mời em gái. Gái trắng dữ nha, bạn gái thì da trắng, bạn trai thì mắt đẹp, lông mi rậm rịch. Bạn quan điểm thế nào về việc yêu nhau là phải trao hết cho nhau? Em đồng ý với cái nghĩa sáng hơn, còn cái nghĩa bóng thì em không có đồng ý. Trao hết tình cảm rồi cho nhau thì được. Còn nếu mà ví dụ vấn đề về sống thử hay cái gì đó thì em không có đồng ý. Có nghĩa là phải đi dành tới đám cưới. Dạ đúng rồi. Được chưa? 6 tháng mà. 6 tháng. Đúng không? 6 tháng chớp cây qua rồi. Phải nuôi dưỡng tình yêu chứ, phải cho người ta lý do. Vì em sẽ cho lý do. Và phải tôn trọng cái suy nghĩ của bạn gái. Dạ đúng rồi. Mà đúng không? Em thắc mắc. Nếu mà đi chơi mình thấy nắm tay được không trời? Thì hỏi đi. Anh có thể đi nắm tay em đi chơi được không? Nói chung là được. Nắm tay được, dạ. Hôn nhau cũng được. Đó là những cảm xúc chân thật là được hết. Ông lo xa quá được hết á. Chỉ có cái chuyện mà ngủ chung là không có được thôi. Là ngủ chung là tới đêm tân hôn mới được ngủ chung. Được không? Dạ được ạ. Đó, vậy được không em? Bây giờ á, hai người nhìn nhau 30 giây và nói cho nhau nghe hiện tại cảm xúc trong lòng mình như thế nào trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em suy nghĩ gì vậy? Kêu ông nói, ông hỏi người ta. Kêu anh nói mà, anh nói đi. Anh nói trước về em đi. Anh thấy tính cách anh với em hợp thì anh sẽ bấm nút. Anh sẽ bấm nút đó. Còn em? 5 giây nữa sẽ biết. Biết kết quả. Anh chỉ mong em mở lòng cho anh thôi. Dạ. Nói ít quá, cho bạn một cơ hội nữa. Hát tỏ tình. Bảy nô lệ tình yêu nha. Nô lệ tình yêu. Vâng. Rồi, mời em. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau. Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ cần một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Hát rồi hả? Dạ. Tại vì là quát tôi còn chưa nghe luôn, nghe ông hát còn thấy lạ lắm. Thôi Việt Trung rồi chị à. Thôi Việt Trung tao đâu có hát vậy. Tại em run quá em có đủ hơi à. À được rồi, thật ra là hai bạn rất là dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Một cặp rất đẹp đôi, trò chuyện rất hợp, nhưng liệu họ có bấm nút với nhau hay không? 1 2 3. Hết thời gian. Sao tụi đếm mới có 2 là bấm rồi hả? Rủi bấm vậy không hợp lệ sao? Tụi em gấp quá chị. Em sợ bấm, em sợ bấm trễ quá. Mới có 2 mà trễ gì? Em thì em thích cái gì nó nhanh. Chậm mà nó chắc. Nhanh rồi nó có chắc không? Chắc chị à. Nhanh vẫn chắc. Chị tạm tin em lần này nha. Cố gắng lên nha. Dạ. Cho người ta đủ lý do 6 tháng sau báo tin vui cho chương trình. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Bây giờ nắm tay nhau nè. Chị giới thiệu lại với em một lần nữa. Người bạn gái của em là chưa có một mối tình nào. Dạ. Em phải trân trọng điều đó. Dạ. Hai em hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên nhân ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tóc tự gì né hôn nhau mà né mốt lấy không nhau coi nha. Lại cái đoạn này đó trời ơi vô chưa? Đã chưa à? Chưa được bị né rồi chị. Bị né là chưa có tính. Làm lại được chưa? Dạ được rồi ạ. À. Cảm thấy sao? Dạ em biết cảm giác làm sao mà nó lăn lăn đó chị. Vậy hả? Dạ. Chốt lại cái chừng nào cưới nè? 6 tháng sau. Tôi nhớ nha, tôi canh từ lúc tập này phát sóng đến 6 tháng sau. Dạ. Chờ tin vui của hai bạn nha. Dạ. Rồi, thay mặt chương trình tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống 212 Lý Chính Thắng. Đến để xem những bộ phim rất hay, chúng ta tâm sự với nhau. Phần quà dành cho em là bộ son Eureka đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, chúc mừng hai bạn nắm tay nhau, không phải gì nhiêu đó quà mà bỏ tay nhau ra đâu nè. Rồi, Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào, hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 12 giờ trưa, thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên kênh My TV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba, thứ Năm và 20 giờ thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại. công việc mà mình kiếm ra được tiền là em đều làm được hết. Wow, yeah, giỏi quá vậy. Em chỉ cần một bạn nam kiên trì một xíu. Kiên trì. Tại vì có những lúc nhắn tin em hay quên trả lời em. Trời ơi, đó em chưa rút kinh nghiệm. Em cho người ta leo cây đó. Con gái là phải kiểu mạnh mẽ, kiểu cường nữ giống như Ngô Thanh Vân á. À, có cái chuẩn vậy đó phải không? Dạ. Rồi. Mối tình thứ hai thì khoảng 1 năm rưỡi thì bạn đó ra nước ngoài, xa mặt cách lòng. Vậy chỉ có nhiêu đó thôi. Sao nó nhạt quá vậy? Thì bởi vậy thiệt luôn á. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai nhân vật nam của chương trình. Wow, chào hai em. Rồi, về vị trí của mình nha. Mời xuất hiện của hai bạn nữ. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy trên sân khấu đã có 2 bạn trai và 2 bạn gái. Hello em trai ở ghế màu đỏ. Em chào chị Cát Tường ạ. Rồi. Em tên là Nguyễn Thị Thành, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là một huấn luyện viên taekwondo. Wow, huấn luyện viên taekwondo. Vậy là lộn xộn quật một cái là nằm luôn nha quý vị. Ngoài cái việc huấn luyện viên đó thì em còn làm thêm gì nữa không? Ngoài huấn luyện viên võ thuật thì em còn làm những cái công việc tay chân để kiếm thêm thu nhập và để trang trải đam mê. Ví dụ tay chân như bóc vác, dọn nhà, shipper hoặc là tất cả các công việc mà mình kiếm ra được tiền là em đều làm được hết. Wow, giỏi quá vậy. Công việc mà em làm huấn luyện viên là vào cái giờ nào? Thường là buổi tối các ngày trong tuần, còn buổi sáng thì em đi làm lặt vặt thôi. Là mình dạy hay là sao? Dạ em dạy. Đối tượng học sinh là? Đối tượng là những cái em nhỏ cấp 2 hoặc là tiểu học. Một huấn luyện viên taekwondo ha, 26 tuổi, tên Thành. Bạn nữ ngồi ghế màu đỏ nè, giới thiệu về mình đi nè. Dạ, xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường cùng tất cả các bạn trong trường quay cùng quý vị khán giả. Em tên là Lan Anh, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em 23 tuổi, hiện đang làm công việc là kinh doanh online và thiết kế thời trang ạ. Lan Anh ơi, bán hàng online rồi mình có thiếu shipper không? Ở đây có anh Thành làm shipper nha. Dạ. Có thể móc nối liên hệ cho người ta tạo thêm thu nhập cho bạn trai luôn nè, rồi hai bạn cùng phát triển công việc kinh doanh. Dạ đúng rồi. Nghe ổn ha, người bán người ship luôn, hốt trọn tiền luôn. Hello em trai ở ghế màu xanh, em tên gì? Em tên là Bùi Hữu Minh Trí. Bùi Hữu Minh Trí. Trí là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 93. Em đang làm công việc gì Trí? Dạ em đang làm công việc phần mềm điện thoại và dịch vụ Facebook. Dịch vụ Facebook. Vâng. Là tăng mắc like mắc đồ hả? Vâng, mới làm phần mềm điện thoại. Phần mềm. Vâng. Wow. Rồi là hiện tại mình đang sống với ai? Dạ em đang sống một mình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Vậy là quê mình ở Đắk Lắk. Vâng. Hồi hộp lắm hay sao mà cười lên đẹp trai vậy không cười? Cười lên cho tươi nha. Run á hả? Trước khi làm cái nghề điện thoại á mà làm Facebook á thì trước đó em làm gì? Em mới học xong là em đi học điện thoại luôn rồi mở luôn. Mở luôn. Vâng. Nghĩa là bây giờ mình sửa điện thoại là mình chủ tiệm. Vâng. Đợt em có tiệm ở Buôn Ma Thuột nhưng mà bây giờ chuyển vào đây làm chung với anh họ. Vâng. Anh chàng bên đó phải rụt rè quá ha, run rẩy quá hả gì Tường? Nè, bây giờ tới mình nè, bạn nữ ngồi ghế màu xanh tự tin lên nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Giới thiệu về bản thân mình đi nè. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Linh, năm nay em 28 tuổi. Và hiện tại em là giáo viên tiếng Anh tại trường cấp 2 ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh điểm yếu mình sao? Dạ, điểm mạnh của em là ham học hỏi, hiếu thảo. Trong nghề nghiệp thì em yêu nghề, yêu trẻ. Còn điểm yếu của em là em hơi ít nói với rụt rè. Giáo viên dạy tiếng Anh mà lại ít nói và rụt rè. Dạ, tại vì môi trường của em chỉ có ở trường rồi ở nhà, Em rất là ít đi ra ngoài nói chuyện với giao tiếp với mọi người. Lúc đứng trên lớp thì em khác. à. Dạ, nhưng mà đối với người khác á, ví dụ như bây giờ mình mới biết nhau nên là em rụt rè ít nói hơn. Ừ. Bình thường trong lớp có hay nào mà mình giúp vui cho các bé rồi mình hát, cô giáo rồi dạy hát cho các con không? Bây giờ mình hát thử bài hát cho thay đổi không khí đi nè. Em hát tiếng Việt được không? Được. Dạ. Được luôn. Tạm biệt anh đã lâu, sắp về đến nhà, mà trong em còn nguyên bao sâu lắng. Nhà anh không thật xa, mới đây mà em đã thấy trong vắng tương tư, bởi vì anh là thiên thần may mắn, anh là sao trời rọi sáng, có anh em nào đâu dám mơ. Rung á, em hơi bị rung. Rung quá hả? Dạ. Vậy chứ bên đây có người nghe còn rung hơn là cái người hát luôn á. Cười lên coi cơn bẻ tay hoài một hồi thiệt chứ nó gãy khớp tay luôn. Rồi hát một câu cuối nè, để vỗ tay, lấy nhịp vỗ tay nè. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lên lên ngàn ngày, tình yêu như muôn ngàn hương hoa đã lan tỏa trong tim em, tim em, tim em. Đó là bạn nữ ở cái màu xanh phải không? Màu xanh. Rồi, ưu tiên cho bạn xanh luôn đó. Bạn xanh hát đi. Em thấy rung. Rung mới hát chứ đỡ rung. Người ta vẫn còn hát được nè. Em xin hát một đoạn của bài Cầu Vồng Khuyết. Rồi, mời em. Ai đã yêu một lần được hạnh phúc với người mình yêu, ai đã yêu một lần được trải qua cái đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh, như hoa, như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh, ướt đôi bờ vai. Ôi trời ơi. Trời, đang hay làm mất hứng quá à. Sẵn thì mình giới thiệu luôn. Điểm yếu, điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu của em là hơi rụt rè. Rụt rè luôn. Ít nói. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn. Những việc gì mà bạn gái làm được, em làm được hết. Ví dụ, những việc gì bạn gái làm được, mình làm được. Rửa chén, giặt đồ. À, sau này cũng có thể hỗ trợ vợ làm việc trong nhà lặt vặt được hết đúng không? Vâng. Em thì sao? Thầy giáo, thầy Kim Đô của tôi phải không? Điểm mạnh, điểm yếu của em. Ghế đỏ đúng không vậy? À, ghế đỏ. Quay lại chàng trai ghế đỏ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn và có thể làm được tất cả mọi việc trong gia đình. Có một cái là khá là lì lợm, tức là mình không có sợ bất kỳ cái gì hết, không có sợ quá nhiều. Ai mà có yêu cầu gì em đều có thể làm được hết. Những cái việc nào mà em đã từng làm qua rồi em kể cho Tường nghe chứ coi. Dạ, em từng làm về sinh chắc vân tay, tư vấn và làm về marketing, viết bài để cho quảng cáo. Dạ, và vẽ để bán những cái tranh hoạt hình thôi. Ủa, em biết vẽ luôn hả? Em biết vẽ, em biết hát. Nhiều nghề quá vậy. Dạ. Vẽ tranh hoạt hình để bán luôn. Cái mà em cảm thấy là nó trội nhất trong những cái năng khiếu của em. Những cái kỹ năng của em là cái gì? Em nghĩ là hát. 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 Vậy tại sao không vỗ tay nghe bạn ấy hát? Lớp In your eyes, sitting silent by my side, holding on, coldly then walking through the night. Hold me tight, let me up to the sky, teaching me to love with heart. Helping me open my mind, I can fly, I know that I can fly. To give the best of my till the end of the time. Believe me, I can fly. I'm proud as I can fly. To give the best of my the heaven in the sky. Rung quá trời, rung luôn, giọng hay mà rung dữ vậy. Cái gì sinh chất vân tay là sao? Dạ, em có từng làm qua sinh chất vân tay, tức là mình nhìn vào cái tinh vân tay của đối phương và mình có thể đoán biết được cái tính cách, tiềm năng của đối phương và những cái điểm mạnh, điểm yếu. Ra đây tôi cho chắc cái vân tay cái coi nè, đi ra đây. Đưa tay hả? Coi tay của cô. Muốn ghế đỏ hay là ghế xanh? Đỏ, đỏ. Đó. Người thì thước nè. Núi, ok. Ok, rồi tay kia. Ở hai ngón cái của bạn á, nó là chủng vân tay hình nước. Cái tính cách của bạn là thường có xu hướng là sẽ xuôi dòng, kiểu như mình rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó thì mình sẽ dễ thích nghi, hòa đồng, dễ thích nghi và dễ học hỏi nữa. Cả hai ngón trỏ của bạn đều là trũng núi. Nãy mới trũng nước lên tới trũng núi rồi. Ở cái ngón trỏ tay phải thì nó là ngón logic. Còn ngón tay trái thì nó biểu hiện cho cái sự tưởng tượng. Chụm núi thì nó sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình tư duy cũng như là tưởng tượng ra những cái hình ảnh trong đầu. Thực tế cho bạn không có tưởng tượng, không có suy nghĩ ra được. Không có sáng tạo. Dạ đúng rồi, khả năng sáng tạo hơi. Người ta đang làm nghề thiết kế đó nha. Trời ơi, thiết kế thời trang đó. Trời ơi trời. Nãy ông phù thủy võ thuật ông mới vừa xem sinh trắc dân trai em á, bây giờ có đúng hay không? Thấy mạnh thiếu mình đi. Dạ thì em thấy là bạn nam xem trai em là đúng khoảng 60 đến 70%. Wow. Tính em là đúng là rất là hòa đồng và cũng như là dễ bị cảm xúc theo những người xung quanh. Tuy nhiên là về cái vấn đề sáng tạo thì em nghĩ là em không có gặp vấn đề khó khăn gì cả. Bây giờ điểm yếu em là gì? Dạ điểm yếu của em là hay quên. Mà lần mà hay mà em giận thì em hay im lặng. Nhưng mà ví dụ mà giận thì chỉ im lặng một khoảng thời gian ngắn thôi, chứ không có im lặng dài như một số người. Việc gì em hay giận? Ví dụ như là bạn bè em hay thất hẹn. Cho leo cây là giận. Nói chung là hay giận á. Đừng cho người ta leo cây nhiều là giận. Bây giờ tình trường luôn đi. Em có 2 mối tình. 2 mối tình. 2 anh thì đều lớn hơn em khoảng 8-9 tuổi. Và em không có quen ai được quá 6-7 tháng hết. Ủa lý do sao vậy? Nói chung là em là một người quyết định khá là nhanh á. Khi mà tụi em có vấn đề gì em cảm thấy không thể giải quyết hay là em không thể dung hòa được thì em sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó để cả hai bên thoải mái. 2 mối tình đó mối tình nào cũng vậy trơn hả? Anh phía sau thì lý do hơi khác một xíu. À lý do như thế nào khác? Là anh đó bận quá không có gặp em thường xuyên. Đa số 1 lần 2 lần 3 lần. Lần sau thôi khỏi gặp luôn. Dạ. Ở Sài Gòn với nhau mà 2 tuần hơn, nhiều khi chưa gặp 1 lần nữa. Em có nào thắc mắc không? Hỏi ảnh là tại sao anh không dành thời gian cho em không? Em có hỏi thì anh đó kêu là em phải hẹn ảnh. Em phải hẹn ảnh. Hả? Kỳ vậy? Tại vì có lâu lâu có vài lần thời gian đầu anh đó hẹn em sau em bận. Thì lúc đó là em bận học thiệt. À nhưng chắc anh giận ngược lại phải không? Dạ đúng rồi. Thế bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em chỉ cần một bạn nam kiên trì một xíu. Kiên trì. Tại vì có những lúc nhắn tin em hay quên trả lời em. Trời ơi. Đó em chưa rút kinh nghiệm. Em cho người ta leo cây hoài. Đó. Tại sao mà cái người bạn trai kia mà muốn em đi thì em phải hẹn người ta cũng quế em nhiều lần rồi. Dạ không, bạn đó có 1-2 lần rồi chị. Dạ. Bây giờ tại sao mà mắc gì coi tin mà không trả lời? Em kinh doanh online á cho nên là em có 2 cái điện thoại. Một cái là cho công việc thì em sẽ kè kè nó bên người, còn một cái mà để liên lạc với người thân gia đình thì hình như tới tối em mới xem. Đó, bởi vậy nhiều khi cái người thân mới quan trọng, vậy là em đang cũng chú trọng cái công sự nghiệp hơn là người yêu với cái gia đình. Cũng giống như em á, em cho người ta 1 lần 2 lần 3 lần em cũng cho người ta lên đường. Thì thanh niên bây giờ cũng vậy, không có ai chịu khó nhiều lần đâu em ơi. Ví dụ như là 1 lần 2 lần 3 lần người ta nhắn hoài em không trả lời thì người ta thôi, ta cũng ngại, người ta đâu có nhắn nữa. Nhiều khi ta nói ủa chắc không thích mình nữa rồi. Em nghe tiêu chuẩn của cổ em thấy sao? Em nhắm em thấy ổn không? Em thấy căng chị ơi. Căng vụ nào? Căng vụ gì vậy? Cái việc mà mình kiểu như khi mà nhắn tin với bạn á thì bạn sẽ kiểu im lặng quá lâu và nếu mà mình cứ nhắn liên tục thì nó hơi kỳ. Kiên nhẫn người ta thử chút xíu rồi đã bớt kiên nhẫn rồi với bộ nói vậy thôi. Bạn ơi, bạn có cảm thấy phiền quá đó nhưng mà mình nhắn một lúc chàng 10 tin không? 10 tin mà nó không cầm điện thoại thì bạn cũng đâu có đọc đâu. Quan trọng không phải là người ta không trả lời mà tại vì người ta không có cầm điện thoại. Kiểu như một khoảng thời gian đó mình nhắn 1 tin thôi mà đúng rồi. Qua một thời gian khác mình lại nhắn, kiểu như mình không thấy trả lời lâu quá mình sẽ lại hỏi. Kiểu như tới tối đi, tới tối bạn cầm điện thoại lên thì bạn thấy 1 giờ 1 tin nhắn, 2 giờ 2-3 tin nhắn vậy, cái 4 giờ 3-4 tin nhắn nữa thì nó có hơi rất là kỳ luôn á. Thì hỏi cổ coi thấy kỳ không em? Dạ không mà. Dạ không mà. Dạ không mà. Bạn thích được quan tâm đúng không? Dạ quan tâm đúng chuyện thôi. Thế còn tình trường của em thì sao? Cái mối tình sâu đậm nhất của em là hồi cấp 3. Em có quen một bạn và mình cảm thấy như cái mối tình của mình làm ảnh hưởng tới học tập quá. Cái tự nhiên mình áp lực, bạn cũng cảm thấy bạn bị lay cái áp lực đó luôn và cũng không được đi được tới đâu. Em chọn cái mẫu người như thế nào? Cái mẫu người mà em thích thì con gái mà kiểu không có phải là ngại quá nhiều thứ. Con gái là phải kiểu mạnh mẽ, kiểu cường nữ giống như Ngô Thanh Vân á. Có cái chuẩn vậy đó phải không? Vậy. Rồi. Biết chơi thể thao, thích vận động thường xuyên chứ không có kiểu là cứ nằm liệm chỗ. Rồi bây giờ qua tới cặp xanh nha. Em sao? Tình trường như thế nào? Tình trường thế nào? Quen nhiều nhưng mà chưa yêu được ai ạ. Chưa yêu được ai ạ? Quen nhiều mà chưa yêu được ai là sao? Nhiều là nhiều bao nhiêu? Quen biết nhắn tin rồi đi cà phê gì đó, nhưng mà cứ quen một thời gian là người ta đi lấy chồng hết à? Trời ơi em mát tay quá vậy, quen ai người ta đi lấy chồng hết. Gọi là một cái mối tình chính thức là có chưa? Chưa có chính thức chị. Chỉ cà phê đồ này kia vậy thôi hả? Rồi quen thì nhắn tin, nói chung quan tâm thì thôi, nhưng mà... Đồ cà phê cà pháo nắm tay gì chưa? Có nắm tay á. Có nắm tay, có hôn chưa? Chưa chị, chưa chị. Trời đất ơi, rồi chưa có mối tình nào chính thức luôn. Là coi như chưa hôn bạn gái nào hết. Hôn thì chắc chắn là có rồi. À, tưởng đâu nói hông luôn chứ. Chớp nhoáng là mấy tháng hay là có... Dài lắm, được 1 tháng rưỡi gì đó. 1 tháng rưỡi thôi. Rồi em đã tiễn em đi lấy chồng được mấy người rồi? Chắc cũng gần chục người. Gần chục người. Cái gì? 10 người em quen đều lên xe bông hết. Wow. Trời đất ơi em còn mát tay hơn chị nữa. Không ấy em đổi chỗ đi. Chứ là em chọn những người phụ nữ sắp lấy chồng hay là sao? Không, kể cả những người bạn gái lúc đầu chưa có người yêu. Thế là em quen sau này một thời gian thì người ta là đi yêu người khác luôn. Yêu người khác là người ta lấy luôn. Vâng. Vậy mình có coi là mình chưa, vấn đề là mình có vấn đề bị gì không? Do em hơi nhát với là nói chuyện không được hay lắm. Đó, phải tự tin lên. Chứ bây giờ mình vô mình khai màu, mình gõ cửa xong mình không tiến vô, cái anh khác anh tiến vô trước mình là mình thua rồi. Cái mẫu hình tượng, cái mẫu hình dáng của người phụ nữ tiêu chuẩn của em là gì? Người phụ nữ biết nấu ăn, cũng hoạt động thể thao, rồi biết quan tâm. Nhắn tin thì phải trả lời chứ đừng có im mà được. Em chỉ cần một bạn nam kiên trì một xíu. Kiên trì? Tại vì có những lúc nhắn tin em hay quên trả lời em. Trời ơi. Nhắn tin là trả lời liền là được đúng không? Dạ không cần trả lời liền, nhưng mà ý là nhắn tin nhưng vẫn phải trả lời là được. Nói chung là phải có hồi đáp, có thể chậm nhưng mà cũng phải có hồi đáp để người ta biết là người ta cũng muốn tương tác với mình đúng không? Không, thật sự điều đó đúng. Bên kia làm sao? Ta kể là mát tài lắm. Những mối tình của em như thế nào? Dạ em có chính thức 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì lúc đó là sinh viên khoảng 2-3 năm. Bởi vì khi ra trường suy nghĩ nó khác nhau, dẫn đến cãi vã là suy nghĩ chưa chín chắn rồi tan. Còn mối tình thứ hai thì khoảng 1 năm rưỡi thì bạn đó ra nước ngoài xa mặt cách lòng. Vậy chỉ có nhiêu đó thôi. Sao nó nhạt quá vậy? Thì bởi vậy thiệt luôn á. Vô nguyên văn nè, thí dụ giờ cái mối tình thứ hai đi. Bạn đó ra nước ngoài. Thì ra nước ngoài vẫn quen được mà, vẫn hẹn hò với nhau được chứ bộ, cưới nhau được mà. Bạn đó không hẹn cưới em mà bạn đó lại bảo là bạn đó muốn có quốc tịch nước đó. Bạn đó muốn kết hôn. Rồi sau 3 năm bạn đó sẽ ly dị vợ bạn đó rồi bạn đó cưới em. Dạ nên là em không đồng ý với cái suy nghĩ đó. Tại sao em không đồng ý? Tại vì mình cũng là cô giáo. Đó dạ, nó phải có cái lý do kể ra vậy chứ. Dạ. Rồi sau đó cắt luôn. Dạ cũng nói chuyện qua lại rồi hình như là chắc bạn đó có vợ thiệt rồi nên là không nói chuyện nữa. Thế bây giờ muốn tìm một người chồng như thế nào? Đối với em thì bạn nam phải có nghề nghiệp ổn định, biết yêu thương vợ con, không gia trưởng, vui vẻ một xíu. Tại vì em cũng hơi trầm tính á. Nếu như mà hai người trầm trầm với nhau thì chắc ngồi nhìn nhau cười. Trời, tôi thấy bên đây hai chàng trai bên này cũng trầm không à. Rồi ai cũng rụt rè hết trơn. Mình thấy phía dưới là có 2 cô chú. Cho Tường xin giao lưu với cô chú ạ. Chào cô Cát Tường xinh đẹp. Dạ cảm ơn cô. Đẹp, cô chào cậu Minh Đạt. Dạ chào cô. Cô là cô ruột của Phương Linh. Dạ. Chú là chồng của cô. Dạ cô ruột của Linh. Hai cô chú ngồi ở dưới thì cũng lắng nghe các em ở trên này chia sẻ, thì không biết là hiện tại là cô chú có suy nghĩ như thế nào ạ? Bé Phương Linh á hiền lắm, chỉ được cái là học giỏi, chăm chỉ. Bố cháu bảo là cũng đốc cháu tham gia cái chương trình này. Nhưng mà hôm nay là bố không có thời gian để đến, mẹ không có thời gian để đến. Cô rất là thương nên cô bỏ công việc mà đến ủng hộ. Ở bên đây hai chàng trai bên đây thì cô thấy là ai cũng đẹp trai hết. Và ai cũng có nghề nghiệp ổn định như ý của con. Nhưng mà theo như cô chú nãy giờ mình ngồi ở dưới mình lắng nghe hai chàng trai trên này chia sẻ, thì con cháu trong nhà mình là mình biết ý, biết tánh, biết nết. Thì cô chú nghĩ là bạn nào sẽ có thể là phù hợp với bé Linh hơn? Ở nhà thì hai cô cháu cũng có thống nhất rồi đó. Cô Năm ở dưới này, cô Năm chỉ quan sát thôi. Còn cái cảm nhận của con hồi nãy giờ lắng nghe người ta chia sẻ thì con chọn anh xanh hay anh đỏ là hợp hơn theo như ý cô? Theo cô á, cô quan niệm á, đàn ông á người ta thích chọn cái người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình. Thì cái cậu ghế đỏ thì cậu trẻ hơn, nhỏ hơn cháu của cô 2 tuổi. Cô chỉ nói như vậy thôi. Rồi thế thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa hả chị? Chờ gì nữa, chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Rồi nhìn nhau nè các bạn ơi, chúng ta đã được gặp mặt nhau. Bạn gái trước đi, cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, em gái gáy đỏ? Dạ em cảm thấy là hai anh có ngoại hình sáng và ăn mặc là đẹp. Trong lòng mình có xao xuyến chút nào chưa? Hồi hộp gì chưa? Dạ có một chút. Có một chút hả? Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Rồi vậy bé Linh thì sao? Dạ hai bạn dễ thương. Dễ thương. Dạ. À, ăn mặc lịch sự, đàng hoàng, nhìn vô là biết người đàng hoàng. Thế còn em, cảm xúc của mình đầu tiên như thế nào? Dạ, em thấy hai bạn quá đẹp. Quá đẹp hả? Dạ, khá là xao xuyến. Mình muốn tặng quà chưa? Em muốn tặng quà liền luôn. Muốn hả? Muốn tặng liền. Chị tưởng đâu em còn chờ đợi tìm hiểu thêm. Mình tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Ok, bạn có thể đọc mảnh giấy bên trong. Dạ. Mở ra đi coi cái gì nè. Wow, một chiếc đồng hồ. Thời gian tạo ra tất cả, cũng thay đổi tất cả. Thì bạn có hiểu ý nghĩa của cái câu nói đó không? Theo em thì thời gian thì có thể giúp mọi người xây dựng những thứ mà mọi người muốn, cũng như là bỏ đi những cái mà mọi người nên bỏ để phù hợp với cuộc sống nên tốt đẹp hơn. Hỏi ảnh coi phải hôm sao không dám nhìn mặt ảnh vậy. Anh thấy sao ạ? Anh thấy thì cũng đúng, nhưng mà anh ý anh còn nhiều ý hơn. Không, ý của em là sao? Bây giờ em đeo cái đồng hồ vô tay bạn gái rồi em nói cái ý của em luôn. Mình xin phép cái ý nghĩa mà cái câu nói của mình, của anh á, thì muốn cho em biết là hy vọng là sau cái chương trình này, nếu mà em chọn anh thì mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu, có nhiều thời gian để chia sẻ cũng như là đồng hành cùng nhau. Thì anh chỉ muốn là anh là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của em. Hồi nãy em có nghe nói là anh biết vẽ, thì em có một cái sở thích nhỏ là hay vẽ lúc rảnh rỗi hay là stress. Cho nên là hôm nay em có mang đến đây tặng anh một bức tranh. Rồi hai bạn này hợp nhau ghê ta. Như là cái này là em vẽ hay là? Dạ cái này là em vẽ bằng màu acrylic. Wow, giỏi. Dạ em. Ok, cảm ơn em ha. Đẹp không cưng? Đẹp. Bức tranh nó ý nghĩa gì? Cho anh nói. Wow. Em có thích đi phượt không? Dạ không, dạ không. Cái này vậy là hiểu sai rồi. Em cầm cho, rồi em giải thích đi. Kiểu như dù có mọi chuyện có như thế nào thì chỉ cần cả hai cùng nhau là có thể vượt qua được. Không biết là có đúng ý của em hay không? Dạ cũng đúng một phần. Em chỉ muốn có một chuyện tình bình yên giống như bức tranh này thôi ạ. Wow. Okay. Còn cặp xanh thì như thế nào? Còn em tặng quà được chưa chị? Được rồi, tới phiên em rồi đó. Dễ thương quá. Dạ. Mình có món quà muốn tặng bạn. Đây là 4 thỏi son, 10 thỏi một màu ấy. Khi nào bạn son lên môi thì hãy nhớ đến mình. Hai người nói lớn lên cho người ta nghe chung dí. Đây là son đúng không? Hồi nãy em nghe nói có son. Khi nào môi khô thì tha môi son vô. Em tặng anh cái cà vạt này. Em không biết thắt cà vạt, nhưng mà em sẽ học. Em chỉ cần có lý do để thắt cà vạt cho anh thôi. Bây giờ em chưa biết thắt phải không? Dạ chưa. Bây giờ em cứ trồng vô cổ anh trước đi, còn từ từ tập thắt sau. Em biết thắt không? Em không biết thắt luôn. Không biết thắt luôn hả? Trời ơi. Mai mốt từ từ hai người tự học thắt. Để cho người ta treo vô. Cái dòng mày thì... Thắt giống như thắt khăn hoàng vậy đó. Em cứ thắt lại đi. Xưa đi học đâu. Mình thắt khăn hoàng sao mình thắt vậy? Đó, theo cái suy nghĩ em bây giờ em thắt sao thắt vậy? Em thắt được. Sao mà em cột được ảnh em kéo đi là được rồi. Rồi, quá trời. À, đó. Đó, cũng chuẩn lắm chứ bộ. Vậy mà là không biết thắt. Quà cũng vô, những cái form rồi cũng có ra con mà. Rồi, bẻ cổ áo xuống. Được chưa? Rồi, bẻ cổ áo xuống. Đẹp trai chưa? Wow. Được rồi ha. Ngon lành, ngon lành. Trời ơi, thôi kệ. Thôi kệ đi em, tấm lòng. Em hãy cảm nhận khi mà bạn đã thắt khăn hoàng cho em. Khăn hoàng? Ủa? Thắt khăn hoàng. Kiểu này sáng tạo quá nha. Sáng tạo quá nha. Sáng tạo. Gài nút cho luôn kìa. Gài nút đi che cái trong. Tập gài đi rồi mai mốt tập tháo sao. Cảm ơn em. Các bạn. Sao bạn gì nữa? Cảm ơn anh 4 giờ sau của anh. Ủa nãy 7 hay 4? Dạ 4 cây à. 4 cây. Nãy em nói 7. Em giỡn. Chơi Kim nhìn. Hai đứa về chỗ đi. Em có được hỏi bạn gái thêm không ạ? Được chứ Cưng. Em muốn hỏi gì hỏi đi Cưng. Em có thích những cái trò chơi mạo hiểm kiểu như leo núi hoặc là chạy bộ hoặc là kiểu ngồi phía sau xe và kiểu đi vòng vòng thành phố không? Nếu mà đi vòng vòng thì em đi được chứ. À, đi tỉnh thì không được đúng không? Dạ, ngoài ra thì nếu mà leo núi thì em vẫn có thể leo. Nhưng mà mấy cái trò cảm giác mạnh thì em bị sợ độ cao. Sợ độ cao, anh cũng sợ độ cao. Dạ. Thể lực em có tốt hay không? Không đó. Dạ không, em ở mức bình thường thôi anh. Bình thường, có hay bơi lội hay là chơi một môn thể thao nào đó dạ, không? Dạ không, em thường đi tập gym với tập yoga thôi ạ. Tập gym yoga là khỏe chứ, là thể lực có chứ sao mà nói. Dạ, nhưng mà em bị giáo viên nhận xét là vẫn yếu. Anh cũng tập yoga và tập gym. Nếu được thì mình có thể đi chung với nhau. Dạ. Đi chung với nhau rồi là ai trả tiền? Thì đương nhiên là em trả thôi. Phải không? Dạ. Rồi đi học yoga chung là em đóng tiền luôn hả? Dạ, em sẽ kiểu em bao bọc bạn gái. Bao bọc bạn gái hả? Đó, tôi muốn nghe cái chỗ đó đó. Đó, ghê ha. Còn em thì em nghĩ sao? Ví dụ như giờ hai đứa yêu nhau đi chơi rồi này kia mua sinh hoạt thì ai trả tiền? Nếu mà đi chơi sinh hoạt thì em trả tiền được. Tại vì em có sở thích là thích trả tiền cho bạn gái. Có sở thích thích trả tiền cho bạn gái. Vâng. Hay vậy? Đó giờ đâu có bạn gái đâu. Vâng. Đã từng cũng có cà phê cà pháo rồi phải không? Vâng. Là toàn trả tiền hết đó phải không? Dạ vâng. Mà chia tay trơn cái trọi tốn quá trời tiền luôn mà chưa được cô nào. Vâng. Không có gì mình rút kinh nghiệm đi, lần này mình đừng trả nữa. Mình trả nhưng mà trả ít hơn thì... Trả ít hơn là sao? Có nghĩa là mình chi tiêu ít hơn. Là mình đâu có kinh nghiệm. Tại vì anh đó sợ em đi lấy chồng nữa là chi ít hơn. Tại vì anh đó sợ em đi lấy chồng nữa là chi ít hơn. Chứ chi nhiều quá em có vốn em đi nữa phải không? Tìm được người tâm đầu ý hợp thì khoảng bao lâu thì kết hôn được? Hợp thì tầm cỡ 6 tháng hoặc 1 năm gì đó tìm hiểu được. Rồi lấy nhau về thì ở đâu? Sài Gòn này chị. Sài Gòn là đang ở đâu? Đang ở Bình Thạnh chị. Là nhà đó của ai? Em đang thuê cái mặt bằng đó làm ở trong đó luôn. Tương lai nếu mà hai vợ chồng ấy thì góp tiền rồi mua nhà luôn. Đúng rồi, cái giờ trước mắt là như vậy, còn được thì từ từ có kế hoạch. Ổn, còn anh bên đây? Em có ý định kết hôn sớm không hay là mình... Dạ. Em thì cũng chưa nhưng mà ba em cũng hối rồi anh. Wow, dạ. Ba hối rồi hả? Hiện tại thì em kiểu cũng muốn quen một thời gian, kiểu 1-2 năm rồi mình mới tính tới cái chuyện xa hơn. Em có thấy như vậy ổn không? Tại vì anh hiện tại anh cũng chưa có cái gì gọi là chắc chắn về tài chính hoặc là gia đình, chuyện gia đình. Dạ, nếu mà 1-2 năm thì ổn. Cũng phù hợp cho đôi bên ha. Được mà. Rồi, thôi bây giờ cho nó thay đổi không khí chút nè. Bây giờ tôi chưa biết các bạn khác là có tài năng gì mà tôi biết trước Tiên Thành là coi như là võ thuật, bây giờ biểu diễn dài đường cho mọi người xem với. Ê, anh Đạt, anh có mua bảo hiểm chưa? Sao em hỏi vấn đề đó vậy? Dạ em muốn mời anh uống cà phê. Thủ diễn với em không? Thủ diễn. Em bảo đảm là anh không có để xuống đất đâu. Anh có sẵn sàng, có tự tin không? Thấy cái mặt nó là không có sẵn sàng. Tái rồi đó. Dạ. Chị nói thiệt cái Thành, tại chị mang vài cao gót mà áo đầm chứ không á. Chị là em biết mẫu người, chị là cái mẫu người coi như là rất mạnh mẽ, phóng khoáng, thoải mái, nhưng mà bây giờ đành phải nhường cho Đạt thôi. Vỗ tay cho anh Đạt đi, quý khách ơi, quý khán giả ơi. Rồi, anh là một người xấu. Vô, anh vô. Ra là con sói đây. Anh nhảy vô và anh cho em một cái tán vô mặt em nè. Và em sẽ nhào đỡ vô và... cào cấu đi. Con thỏ ơi ơi. Cái gì? Phải. Trước khi bay tới là mình thủ lại. Chết người coi. Má ơi, anh tôi đang ở đâu vậy nè? Anh có ổn không anh? Anh thấy anh quay một cái chiếu nữa không đó. Cái bài này em luyện với các bé cấp 1, cấp 2 rất là nhiều rồi, em có đảm bảo cho anh là anh sẽ không sao đâu. Cảm ơn em. Xin kết thúc màn biểu diễn của em. Không chứ là bạn rất là nhanh, một cái đòn thật sự là chị chưa kịp coi luôn á Đạt. Nó nhanh thiệt. Làm lại đi, chị chưa kịp coi luôn. Chị về chị mở lại chương trình Ghép Đôi Thần Tốc 22:30. Hồi nãy đàn trai người ta đã múa võ rồi, thì giờ mình có múa mai quay cuồng hay mình hát hò vậy cho nó vui vẻ đi nè. Vậy tới em. Dạ em xin lỗi mọi người, tại em đang niềng răng á, cho nên em hát nó sẽ bị liếm lưỡi. À, nhiều khi là những cái bài hát nó sẽ đi vào lòng người, những khúc liếu lưỡi á. Em thử hát đi, một câu luôn cũng được. Mai mốt mình muốn liếu lưỡi lại đâu được đâu, mình tháo niềng rồi. Bài gì em hay hát vu vơ cũng được. Hạt giấy á chị. Rồi. Hạt giấy rồi, hay quá đi. Gặt 1000 hạt giấy để đếm tình yêu đông đầy. Nếu anh không... Chết em quên lời. Đợi em đổi bài. Khúc luôn đi. Đổi bài. Điệp khúc sao kìa, điệp khúc kìa, phụ nhắc, đi nhắc. Dẫu ước mơ chỉ là một mơ ước dạ thôi. Dạ em cảm ơn. Dẫu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi, rằng anh sẽ đến mỗi sớm mai bình yên. Ngày mai nếu lúc thức dậy và trông thấy anh mỉm cười, thì em sẽ chẳng dám ước mơ gì hơn nữa. Anh sẽ vòng bờ. Hát chung đi. Anh sẽ cầm đôi tay và ôm lấy em dịu dàng, để từ đây không cho em ngày nào xa anh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em mỉm cười, thì anh sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa. Thời gian chúng tôi đã hết rồi. Nãy đã dành quá nhiều thời gian cho các bạn trò chuyện nè, va chạm nè, tiếp xúc nè, tỏ tình nè, ha không? Và bây giờ đến lúc chúng ta phải đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh. Đặt tay vào nút bấm của mình đi. Mỗi người đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đều có hai cơ hội. Mình chọn người nào thì mình bấm vào cái nút màu đó. Nhớ nhìn cho kỹ, đừng bấm lộn nút. Và nếu như cả hai cùng chọn nhau thì mới thành một cặp đôi. Lắng động lại, hồi tưởng lại, nhắm mắt lại để lắng động lại, để nhớ từ nãy giờ những gì đã diễn ra trên cái sân khấu này và đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Rồi, mời anh Đạt. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5. Hy vọng là sau cái chương trình này, nếu mà em chọn anh thì mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu, có nhiều thời gian để chia sẻ cũng như là đồng hành cùng nhau. Thì anh chỉ muốn là anh là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của em. 4. Em không có quen ai được quá 6-7 tháng hết. Ủa lý do sao vậy? Khi mà tụi em có vấn đề gì em cảm thấy không thể giải quyết hay là em không thể dung hòa được thì em sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó. 3. Đối với em thì bạn nam không gia trưởng, vui vẻ một xíu. Tại vì em cũng hơi trầm tính á. Nếu như mà hai người trầm với nhau thì chắc ngồi nhìn nhau cười. Nếu mà đi chơi sinh hoạt thì em trả tiền được. Tại vì em có sở thích là thích trả tiền cho bạn gái. 2. Một. Bấm. Hết thời gian. Có kết quả. Trước tiên chúc mừng một cặp đôi ở màu ghép màu xanh. Yeah. Thành, lý do hôm sau hôm nay em không chọn ai cả? Tại vì em cảm thấy đối phương của em, hai bạn nữ, em có thể nói thiệt không ạ? Thiệt chứ, ủa, nói thiệt mới là tôn trọng nhau. Tại vì em không có cảm nhận được cái sự mạnh mẽ hoặc là quyết đoán ở cả hai bạn, cho nên em xin phép không chọn cả hai. Nói chung là đây một cái tinh thần có vẻ hơi thượng võ, cái gì nó năng động. Hai cô gái của chúng ta hôm nay thì rất là yểu điệu. Thế còn em thì sao? Em có cảm xúc suy nghĩ như thế nào trong lúc này? Dạ em không có suy nghĩ gì hết trơn. Thì đó là quyết định của anh thì em tôn trọng quyết định. Nhưng bản thân mình em có thấy buồn không? Em có thấy là... Dạ không, tại vì em cảm thấy là nếu mà anh thích người mạnh mẽ thì mình nên lựa chọn người như vậy. Đúng rồi, từ đầu luôn. Cảm ơn em. Hy vọng rằng là hai bạn thì cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Khi chương trình này phát lên có thể là sẽ có nhiều cơ hội hơn dành cho các bạn. Dạ. Rồi, xin mời tất cả các bạn chúng ta tiến lên phía trước. Xin mời cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay hãy nắm tay nhau. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Là nghe em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Cảm nhận của em hiện tại như thế nào? Dạ, cảm nhận là vui. Vui gì nữa? Nói nhiều lên một chút. Cảm nhận mạnh dạn lên, bây giờ đừng có rụt rè nữa, vì hợp cả hai người nói gì của bạn gái. Rồi nói gì với bạn gái đi khi bạn gái cũng đã đồng ý chọn mình? À, hy vọng là thời gian tiếp theo là có thể tìm hiểu và đi sâu hơn. Dạ em cảm ơn chương trình và cảm ơn anh đã bấm nút cho em. Dạ em hy vọng lần này người em cưới là anh chứ không phải là người khác. Nhớ nha, lần này là cố gắng nha. Lần này cổ lên xe bông mà chú rể phải là em nha. Được không? Cố gắng nha. Rồi, chương trình xin tặng các bạn nước rửa chén Homey cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, gửi tặng em nha. Rồi, chúng ta đã có một cặp đôi thành công thì chị Tường cũng xin chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về cùng một hướng cùng nhau. Đó chính là thông điệp mà bột giặt Joy muốn gửi gắm trong chương trình ngày hôm nay. Đây, xin gửi tặng cho các bạn, mỗi bạn là 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí nha. Đây, tặng cho em. Đặc biệt nha, nếu như mà hai bạn tiến đến hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 giặt và xả tất cả trong một sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Cho nên lấy nhau trước tiên là không lo phần giặt giũ nha. Có 3 năm xài bột giặt thoải mái luôn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị khán giả thân mến ơi, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Đó là vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22h45 Chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yeah.